Nga ca ngợi nỗ lực hòa bình của Giáo hoàng Francis. Nga chúc mừng Giáo hoàng Francis nhân dịp 11 năm ông tại nhiệm và ca ngợi sự ủng hộ của ông đối với chủ nghĩa nhân văn và hòa bình. Giáo hoàng Francis là người ủng hộ thực thụ và chân thành cho chủ nghĩa nhân văn, hòa bình cũng như các giá trị truyền thống. Đại sứ quán Nga tại Tòa thánh Vatican đăng trên mạng xã hội X ngày 13 tháng 3. Sứ quán cũng gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới Giáo hoàng 87 tuổi nhân dịp 11 năm ông được bầu làm người đứng đầu Vatican, mô tả ông là một trong số ít các lãnh đạo có tầm nhìn chiến lược thực sự về các vấn đề thế giới. Giáo hoàng Francis được bầu làm người đứng đầu Giáo hội Công giáo vào ngày 13 tháng 3 năm 2013. Trong sự kiện diễn ra vào thứ Tư hàng tuần tại Vatican hôm nay, Giáo hoàng cầu nguyện để chấm dứt sự điên rồ của chiến tranh, vốn luôn là thất bại. Giáo hoàng Francis đang gây nhiều tranh cãi khi truyền thông hôm 10 tháng 3 tiết lộ một phần nội dung cuộc phỏng vấn của ông với đài RFI Thụy Sĩ, dự kiến công bố ngày 20 tháng 3, trong đó phóng viên dùng từ cờ trắng khi hỏi liệu Ukraine có nên bỏ cuộc và chấp nhận đàm phán để chấm dứt chiến sự hay không. Giáo hoàng nói bên mạnh mẽ nhất là người nghĩ đến dân thường, có dũng khí giương cờ trắng và bắt đầu đàm phán khi nhìn vào tình hình. Nga hoan nghênh quan điểm này của giáo hoàng, nhưng Ukraine và nhiều nước khác phản ứng gay gắt với ông. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 11 tháng 3 nói việc giáo hoàng lên tiếng thiên về đàm phán là điều dễ hiểu và Tổng thống Vladimir Putin cũng đã nhiều lần tuyên bố sẵn sàng đàm phán. Thật không may, cả phát biểu của giáo hoàng lẫn những tuyên bố mà các bên nhiều lần đưa ra, trong đó có chúng tôi, đều bị khước từ một cách phũ phàng, ông Peskov nói. Phát ngôn viên Vatican Matteo Bruni giải thích rằng giáo hoàng Francis đã mượn cụm từ cờ trắng của phóng viên nhằm thể hiện mong muốn các bên chấm dứt chiến sự và đạt hòa ước thông qua dũng khí đàm phán, không phải đầu hàng như một số người diễn giải bình luận của ông. Các giám mục Đức cho rằng việc giáo hoàng nhắc lại từ cờ trắng là điều không may, nhưng khẳng định người đứng đầu Vatican cũng như hội đồng giám mục Đức cam kết hướng tới nền hòa bình công bằng và lâu dài ở Ukraine. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.